Mình chào các bác nha, lại là em đây. Hôm nay có một câu hỏi của một bác trên kênh Hoa Vườn Nhà. Bác ấy hỏi là cũng làm như là em hướng dẫn, tức là buổi sáng tưới đẫm này, buổi chiều tưới đẫm này. Thế mà tại sao cái cây hoa mẫu đơn nhà bác ấy vẫn cứ héo, những cái ngọn non ấy nó vẫn cứ bị héo, lá nó rũ xuống. Thì bác ấy bảo là tại sao mà khi mà cung cấp một lượng nước nhiều như thế, gọi là bác ấy tưới tràn trề luôn, thoải mái luôn, mà cái cây nó vẫn bị héo. Thì hôm nay cũng chia sẻ với các bác là cái nguyên nhân nhé. Thì nhiều bác thì cứ nghĩ là cái việc tưới là cái việc khá là đơn giản. Tuy nhiên ấy, bác phải hiểu sâu một chút là tưới nó có rất là nhiều cái trạng thái. Một là khi mà chúng ta tưới ấy, nước nó không hề ngấm vào trong cái giá thể trong chậu mà nó trôi tuột đi. Hai là khi tưới thì có thể nước nó sẽ ngậm luôn vào cái giá thể. Thì cái trường hợp thứ hai ấy, là cái trường hợp rất là tốt cho cây vào mùa hè nắng nóng khô hạn như thế này. Còn cái trường hợp đầu tiên ấy, thì các bác phải hiểu là tại sao nó lại không ngấm vào cái giá thể, là bởi vì là khi các bác trồng cây là các bác làm cái giá thể nó không đúng. Các bác lấy cái đất thịt ở vườn ấy, các bác đào, các bác cho vào chậu, các bác trồng luôn. Thì sau những cái thời gian mà các bác tưới dần là cái đất ấy nó đông cứng lại và nó không hề tơi xốp. Khi mà nó cứng như vậy thì đồng nghĩa việc là nó rất là chậm ngấm nước. Cho nên là khi các bác tưới cảm giác nước nó tràn lên trên mặt chậu rồi mà cái lượng nước nó ngấm vào trong cái giá thể đấy chả được bao nhiêu cả. Và nếu mà cái chậu nó thoát nước tốt ấy thì cái nước ấy, nó lại chảy xuống cái lỗ ở dưới đáy chậu ấy. Thì các bác nghĩ là các bác tưới như thế là nhiều rồi, thoải mái rồi. Nhưng mà trên thực tế ra, nếu mà các bác mang cái thuổng, các bác đào cái giá thể lên, các bác sẽ thấy rằng là nó vẫn khô. Mặc dù các bác tưới, đứng tưới độ tầm 5 phút, nước tràn trề mà nó vẫn khô. Bởi vì cái giá thể nó quá là cứng, cái giá thể nó không được tơi xốp. Đấy là cái nguyên nhân chính của cái việc là các bác tưới 2 đến 3 lần trong ngày, tưới đẫm mà cây nó vẫn héo. Khi mà cái giá thể cứng như vậy nó rất là nguy hiểm. Nếu mà thời tiết mà nó xấu, nó mưa khoảng độ 1 tuần đến nửa tháng thì cái giá thể nó lại ngậm đủ nước. Khi mà nó ngậm đủ nước như vậy thì nó lại gây ra úng nước cho cây. Bởi vì ấy, nó sẽ không thoát nước được. Đấy, cho nên là các bác phải để ý nhé. Thế cho nên là tại sao tất cả những video em hướng dẫn các bác trồng cây ấy thì vẫn khuyên các bác là các bác phải trộn giá thể với chấu khoảng độ trong cái giá thể đấy có khoảng độ 6 phần là đất thịt cộng với 4 phần là chấu. Thì chấu các bác có thể thay bằng sơ dừa. Tuy nhiên ấy, thì cái chấu mà mình sắt cạo ấy hoặc là chấu hun nó tốt hơn sơ dừa khá là nhiều. Bởi vì cái sơ dừa nó ngậm nước, lại ngậm nước quá nhiều thì nó, nếu các bác tưới quá nhiều thì nó lại gây ra hiện tượng bị úng nước, làm thối rễ. Đấy, đấy là cái nhược điểm của sơ dừa. Thì cái chấu nhá, nếu mà các bác cứ trộn tươi ấy, thì nó sẽ hay sinh ra cái con bọ mạt. Thế cho nên là trong khoảng độ 1 tuần đến nửa tháng ấy, nếu mà các bác trộn giá thể bằng chấu thì các bác đừng có đụng vào. Nó rất là nhiều cái con bọ mạt nhỏ nhỏ ấy. Thì con bọ mạt này diệt cũng khá là dễ. Dùng mấy cái chế phẩm mà diệt muỗi xịt nó chết hết mà. Tuy nhiên ấy, để không có hiện tượng có cái con bọ mạt đấy thì các bác có thể là ủ cái chấu này với Trichoderma tầm độ 20 ngày đến 1 tháng rồi các bác trộn làm giá thể trồng ấy, thì nó sẽ không có cái con bọ mạt vậy. Đấy, đấy các bác lưu ý như vậy. Hoặc là khi mà các bác trộn giá thể thì các bác trộn thêm Trichoderma vào. Ví dụ như một cái chậu, đây cái chậu này có đường kính gần 1 mét này, thì các bác cho khoảng độ 200g Trichoderma các bác trộn cùng thì nó cũng không có cái con mạt đâu. Thì quay lại cái vấn đề là tưới rất là nhiều nước mà cây nó vẫn bị héo. Thì có một giải pháp tiếp theo dành cho các bác là các bác sẽ phủ rơm này. Ở đây em phủ rơm kín gốc này. Đấy. Phủ rơm ấy hoặc là cỏ khô, rơm khô, cỏ khô, dạ khô hoặc là sơ dừa cũng được, hoặc là quần áo cũ cũng được, các bác phủ nhá. Thì khi mà buổi sáng các bác tưới nước ấy thì nó sẽ ngậm vào những cái chất liệu mà chúng ta phủ lên, ví dụ rơm này, dạ này, cỏ khô này, vân vân. Nó ngậm vào
và cái lượng nước nó ngậm vào đấy thì nó có thể duy trì cung cấp nước cho cái cây trong vòng cả ngày, kể cả nắng ngoài trời tận 50 độ như vừa rồi thì nó vẫn cung cấp đủ cái lượng nước để cho cây nó duy trì cái sự sinh trưởng và phát triển của nó, nó không gây ra hiện tượng bị héo. Các bác lưu ý là trồng và chơi cây cảnh ấy, thì kỵ nhất là để cho nó thiếu nước, nó bị héo. Bởi vì ấy, hôm qua mình có chia sẻ một video là có 4 yếu tố mà để cho vụ mùa bội thu ấy, là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì nước được cho là đầu bảng, nước là một thứ không thể thiếu được với bất kể một loại động thực vật nào. Chính vì vậy mà nếu mà cây thiếu nước thì nó sẽ bị héo. Héo thì đồng nghĩa với việc là cây nó sẽ kiểu như gọi là người ốm ấy. Thì cái bộ rễ nó bị ảnh hưởng này. Và cái bộ rễ nó sẽ rất là lâu để nó bị hồi phục lại được. Mặc dù nhá, mặc dù là các bác tối về các bác tưới hôm sau nó hồi, nhưng mà ấy, bản chất cái rễ nó đã bị ốm rồi, nó rất là lâu hồi phục. Có một số loại cây ví dụ như hoa hồng hoặc là một số cái loại cây hoa giấy, khi mà các bác để nó thiếu nước ấy thì nó sẽ bị hiện tượng vàng lá và dẫn tới rụng lá. Đây là một cái phản ứng tự nhiên của cây đối với môi trường. Nó rụng bớt lá để nó giảm cái sự thoát hơi nước, nó tự bảo vệ nó. Nhưng mà khi mà các bạn để nó bị thiếu nước thường xuyên thì cây nó không còn lá để rụng nữa, nó sẽ ốm dần và sau nó bỏ thân này, nó khô hết thân này. Đấy, những thân nó khô hết. Nó khô hết thì đồng nghĩa việc là cái cây của chúng ta nó sẽ chết dần chết mòn. Dù nó có sống được thì nó cũng lay lắt thôi, nó không đảm bảo, nó không thể có hoa đẹp được. Đây, cái cây mẫu đơn Mỹ này thì nó đang chuẩn bị nở một lứa hoa tiếp theo, rất là đẹp. Đấy, cho nên là cái việc mà các bác cung cấp đủ nước để cho cây nó khá là quan trọng. Cho nên là khi mà các bác làm giá thể ấy, làm giá thể thật là tơi xốp, thì khi mà các bác tưới nước nhá, thì nước nó ngay lập tức nó sẽ ngấm toàn bộ vào giá thể. Cái lượng nước nó dự trữ trong cái giá thể đấy nó đủ để cung cấp cho cái cây cả một ngày dài nắng nóng. Thậm chí là nếu các bác làm giá thể tốt ấy, các bác tưới thậm chí 2 ngày nó cũng không bị héo. Nhưng nếu mà giá thể các bác không biết cách, các bác cứ thế là các bác lấy đất vườn các bác trồng, rồi tầm độ gần 1 năm trời là xong cái đất nó phẳng lì. Và cái giá thể này thì thậm chí là cái rễ nó còn không phát triển rễ non. Nhiều bác trồng ấy, kể cả trồng hoa hồng này, hoa mẫu đơn hoặc hoa giấy hoặc là bất kể một loại hoa cây cảnh nào, nhiều bác trồng sau khoảng 1 năm các bác nhổ lên bới lên ấy, các bác kêu là nó không ra tí rễ nào luôn. Cây nó vẫn sống lay lắt, các bác không thấy nó phát triển, các bác nhổ lên không có một tí rễ nào. Thì mình có hỏi là bác làm giá thể kiểu gì, thì bác ấy bảo là lấy thế đất vườn thế này thế kia và nó không thoát nước nhá. Ở mặt trên thì rất nhìn rất là khô, nhưng mà đào xuống dưới thì nó võng vãnh nước. Đấy, nó gây hiện tượng úng úng cho cây đấy, hiện tượng thối rễ cho cây là bởi vì cái nguyên nhân nó, mặc dù ấy cái lượng nước nó rất là cần cho cây, nhưng mà nếu mà quá nhiều thì nó lại gây ra úng nước, thối rễ, làm cho cái cây nó lại chết. Đấy, cho nên là tất cả mọi thứ đều là vừa đủ. Những ngày hè nắng nóng các bác tưới cho cây ấy, thì các bác cứ tưới thoải mái buổi sáng đi. Xong các bác sẽ thấy là cái tác dụng của khi mà các bác tưới. Và các bác tuyệt đối là không tưới vào giữa trưa nhé. Lúc trưa nắng nóng mà các bác tưới là nó sốc nhiệt là cây nó sẽ bị héo và nó sẽ bị hỏng cái bộ rễ đấy. Đừng nghe ai cả, tưới thì tưới vào sáng sớm. Và các bác tưới vào lúc chiều muộn khi mà nó tắt nắng, khi mà cái không khí nó cảm giác thấy nó dịu rồi thì chúng ta hãng tưới, tránh cái tình trạng là tưới vô tội vạ xong đến lúc mà cây nó hỏng rồi thì lúc đấy thì lại rất là buồn. Bởi vì chăm sóc được những cái cây này không hề đơn giản đâu các bác. Em thì chơi rất là nhiều cái cây các loại, kể cả hoa hồng, hoa mẫu đơn và những cái loại hoa giấy. Thì trồng trên chậu cũng có, mà trồng dưới đất cũng có. Tất cả mọi cái nơi mà em trồng ấy, thì em đều quan sát và đều tạo ra cho nó có một cái không gian thật là tơi xốp để nó phát triển cái bộ rễ. Chính vì vậy mà em cũng khuyên các bác là chúng ta trồng bất kể một cây gì thì chúng ta cũng vẫn phải để ý chăm sóc nó. Nếu mà chúng ta không có thời gian
thì chúng ta phải có cái cách riêng của chúng ta để cung cấp cái vừa đủ cái lượng nước cho cây để nó đảm bảo cái việc nó chống chịu được cái thời tiết quá nắng nóng của mùa hè. Năm nào cũng vậy thôi, cứ đến mùa hè thì cây cối là nó sẽ xác xơ rồi nó héo bởi vì là nó cần nước mà chúng ta không cung cấp đủ cho nó. Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà thì hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có những cái câu hỏi gì thì các bác cứ để phần comment, em sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi dành cho các bác. Các bác xem video thì nhấn thích video ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.